Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 131 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp Mục đích của kế hoạch là triển khai đầy đủ kịp thời các quy định tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp đến toàn thể cán bộ công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cải cách đồng bộ hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân doanh nghiệp, thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước, ra soát các giảm đơn giản quá điều kiện kinh doanh và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức công dân. Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương chủ động tham mưu các nội dung công việc được giao tại kế hoạch phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao.